Có bốn chà bá nè. Nè. Ui, hai em nè. Lượm lượm lượm. Lượm lượm ba em luôn. Lượm đi, lượm chứ con bự đi. Từ từ nha. Rồi, lượm. Ô trời. Nè. Con có một vừa kìa. Con kia kìa, con kia bự chà bá kìa. Con này còn bự dữ nữa nè, sâu. Ôi trời, con ơi, chào bác luôn. Trời, cũng giết cái con nhỏ lượm chưa? Nè, con mới lượm nè. Trời ơi, trời. Nè. Trời ơi. Cũng... y chang con cá bóng dừa mà y chang cá lóc vậy. Cũng... bye bye. À, tí là Cà Lâm chào các bạn nha. Thì các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì người ta cũng thả nước lên hôm nay để cho nước lên ruộng đó các bạn. Thì hôm nay Tí La sẽ đi kiếm mớ cá nha các bạn, mà không biết cá gì nha. Thôi giờ các bạn đi theo Tí La Cà Lâm nha các bạn. Bây giờ mình đi, mình tiến hành luôn nha. Đi, lượm lúa. Đi chơi. Ở cái đèn không biết bắt được nào nè. Đi. Nó chạy đâu mất tiêu rồi chả. Đi. Nó mới đây nè. Đây. Cá gô nha. Các bạn thấy là dính được em cá gô nha. Cá gô là cá gô dâm. Đó, cá gô baby nha. Đó. Tại vì tối hôm nay đó các bạn thì người ta thả nước đi lên á. Thì nó sẽ có những em nó đi lạc bầy đó. Ngộ vậy em cha. Có con gì ngay đây mày. Chạy chạy chạy. Ngộ đi, có con bóng gì ngay đây nè. Con dãy. Ơi có nè. Chạy thôi. Để đăng đăng đăng. Con dạ. Con bóng chạy nè. Đây là các bạn thấy nè, cái này cái con cá bóng dừa nha, đó nè. Dưới đây ngay đây con nè, thấy không? Đó nè nè nè, đó nè. Nè coi. Lấm 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 lấm. Lấm tài xế ơi. Lên lên đi bác lại. Lên 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 nè. Chán lên xanh chạch lấm được. Lấm đấy. Cái này đây, cái này cái này. Nè. Đi đây. Đi ra lên lên lấm đây nè. Con cá gì chào bác. Đây đây là cái con cá bóng dừa nữa các bạn nè. Đó, nè nè nè. Ngay đây một con nữa nè. Hai hai. Thấy okay. Không? Ê nãy giờ mình dính được bao nhiêu con rồi? 4 5 con rồi. Đó, đưa lên chả. Wow. Ăn trứng nha, ăn trứng nha. Đây đây. Cá chà bá hả? Nè. Đây, để con cá bóng nữa các bạn ơi. Cái này là con người ta kêu là cái con cá bóng dừa nha. Mà cái này là con cá bóng đen là cũng nó luôn nha. Hai, rồi hai con đứng đây. Đó đó đây, đi qua đây, chạy tới nè, nè. Đây nè. Đi qua đây nè. Nè. Đó là các bạn thấy không? Nè, con cá bóng này là cái bóng baby nha nè. Đó. Lấm 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 lấm. Nè. Ủa cái này mày. Wow. Đó. Rồi trời, trời ơi trời. Con gì cha? Có bóng. Xiết rồi, xiết chạy. Ôi, thiệt tình thôi. Nhìn bò chạy luôn. Như vậy. Giờ hôm nay người ta xả quạt đó các bạn ơi, nên là hôm nay cha con đi kiếm miệng mới có gì kho tiêu coi. Ồ, cá bóng nãy bự quá ha ơi. Con cóc nhảy mất tiêu rồi. Vậy? Cóc nhảy mất tiêu rồi. Cá má nó nhảy mà. Không hay luôn rồi. Hai em chở đó nè. Bự. Thấy không? Hai. Đó, hai em đó. Lùm xiết. Thấy chưa chạy? À, bóng trứng à, bóng trứng. Còn con nữa kìa sao? Rồi, lắm kìa. Thôi. Thôi nha. Thôi, bên này mới ngon chạy lên nha. Bên sàn nước. Rồi, đi bên sàn nước đi. Ở trời. Cái anh. Con cóc. Con cóc. Con nãy gì vậy sao? Gọi con nãy đâu tiêu rồi? Nhẹo hay luôn. Nhẹo tiêu rồi. Cái gì kì vậy? Nhẹo quá. Ê, đây, ư. Ư, kìa. Trời, nè. Hai em hả? Thấy chưa chạy? Trời.
Đó, trời ơi, hai em có bóng cho má luôn. Lấm 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 lấm. Đã được chưa? Quá khứ. Đây quá trời cái bóng luôn. Lấm con khóc bỏ đi luôn đi. Hả? Ở đây quá trời cái bóng luôn. Thì này bây giờ hôm nay là nó người ta thả nước nè, nó phải lên tận nó đi hội. Nó đi hội nè. Nè, trời ơi, hai em nè. 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 Thấy không? Đó, chà bá luôn. Đó. Rồi, rồi khoan khoan khoan, ngưng ngưng ngưng. Đó, cái này là hai em nữa. Các bạn ở đó lụm rồi. Lụm lụm lụm. Lụm chưa? Còn một em nó chui vô tuốt trong rồi. Gì? Anh chào ở giờ điện nó mới. Điện mấy con. Đi, nè. Bên đây nữa nè. Dính bên đó hết chưa? Từ từ nha. Đó, nè. Mấy em vậy? Một em à. Bóng. Ở nước này là cá bóng dữ lắm. Con nhái. Hồi nãy con khóc kia mày cho nó bay đi hết trời. Không biết nó nhái nào. Uống vậy trời, khóc trời bá để gì nó nói cháo ăn thì mẹ này. Quá các bạn ơi. Có mà có cá lồng tông nha. Đây 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 con hai con à, hai con à. Tổng cộng bốn con mà. Hai con à. Ủa? Có hai con mà đâu ra bốn con cha. Nè. Nè nè nè. Con bự con bự. Nè nè. Thấy chưa? Thấy rồi. Từ 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 từ. Đây 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 con xuống. Lấm 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 lấm. Con dựng nó bị vô ấy. Ai. Quá tài, quá tài, quá tài. Dính chưa? Rồi. Chỗ này ngon quá trời. Nè 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 nè. Nè nè. Nè. Thấy chưa? Chết. Bự khó. Rồi, để con. Để xong. Ôi, còn gì không à? Cái bụng này trong nóc sao không? Là... Đây trời ơi, đi làm rồi. Dạ đó. Làm chi vậy? Đây một em mà em này em baby. Ui, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi thì các bạn thì nãy giờ đó các bạn thì chắc khoảng tầm cái này có hai đạn ha, không mà chết. Dưới có một cái chú cốc baby hả? Ê nãy là con cốc bự hả? Thiệt tình ơi nè. Ui ngon quá ha. Ê chạy đây nè nè nè. Chạy má nè. Thấy không nè. Nè. Thấy chưa? À, quá trời ơi im quá ha. Không ngờ hôm nay là cái bóng lên nó hội tụ quá. Quá cứ kia mấy hả? Quá. Trong kẻ, trong kẻ. Nó đã núp trong kẻ nha. Trời ơi, đi, trời ơi. Con bự chà bá nè. Nè, đây, đây, đây. Các bạn thấy là con có bóng này, con có bóng chà bá không? Con có bóng này, con có bóng là con có bóng khủng khiếp nè. Nè. Lâm cụ. Đưa lên cho ta, đưa lên cho để. Đi, từ từ. Ý, rồi, rồi, rồi. Lâm dịch sao được. Đưa lên cho đây, đưa lên cho anh có hai con cá bóng chà bá nha. Cá bóng này người ta kêu con cá bóng dừa luôn các bạn. Bóng dừa. Đang ăn con trùng luôn nè. Ừ, bóng dừa, bóng đen luôn. Đang ăn con trùng luôn nè. Đã thiệt chứ. Quá ngon rồi. Thiệt nó đang ăn luôn nè. Nhảy quá trời luôn kìa. Thù lòi ông nội ơi. Ông nội thù lòi mà ông hô nhảy quá trời hoài. Đây 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 bây giờ mình đi qua đây lượm lúa nè đó đó trời ơi hai con luôn nè nè ba con luôn nha bốn con luôn nè từ 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 nè nè hai nè 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 một nè hai nè ba nè bốn nè năm nha đằng kia con nó nãy con bự và ba lấm 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 lấm
Đây nữa nè, trời bên đây nãy mình không thấy chị chết ơi. Trời trời. Trời nè. Nè nè nè. Một em nè. Hai em nè. Ngay đây ngay em nữa là ba em nè. Lượm đi. Thì các bạn đây, các bạn thấy hồi nãy giờ mình với đang coi, các bạn hôm nay đang còn làm cái đam mê nha. Thì hôm nãy giờ mình với đang coi với thằng cháu các bạn, thì nãy giờ đi chứ vàng 1 phút 30 giây mà nãy giờ bao nhiêu cá bao nhiêu nè. Quá trời. Cái này tầm khoảng nãy giờ chắc được 2-3 lạng nha. Ủa đủ kho khô vậy cha. Trời ơi trời, ngon lành nè. Với cái này là con cốc là cậu ông trời nha đó. Các bạn thấy không, baby thả đi mày ơi, thả đi cái này cốc baby, thả đi để nằm nuôi lớn đi rồi mình xứ đó. Đó giờ các bạn thấy là cá bóng dừa nãy giờ là được nhiêu đây nha. Quá đã, thứ này mà các bạn ơi, thứ này mà kho tiêu nha, thứ nào mà chịu nổi. Ăn cơm mà chan với nước cơm nữa nha, ngon lắm. Quá đã, con bự bự không thấy không? Quá nè, vô rồi, trúng ánh rồi, hôm nay ta là trúng ánh. Đem có rồi. Đấm khách. Thấy rồi, thấy nha, đấy, thấy nha. Đó, thấy nè, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nè. Đó, đây ha, một em nè ha. Trắng nè ha. Lụm. Đưa lên cái đó. Đây con này, con này baby. Nhỏ. Đúng rồi, nhỏ. Thôi kệ đi, không có bóng này vậy là được là mừng rồi. Ui. Lụm. Lụm, con này cái con bự nha. Cũng trọng đó. Rồi lụm. Đưa lên trời ơi. Đây. Đó, con này bự hơn cái con nãy nha. Chỉ có 20 con như vậy. Đã quá các bạn ơi, im quá. Quá im. Đây. Giờ là mình đi lên trên cái mé này luôn các bạn. Quá đã. Cái bẻ này không có lài à. Các bẻ, cái bóng này đặc biệt lên đó các bạn, thì đặc biệt là cái mé là phải lài chừng nào có bóng nhiều chừng nấy nha. Còn mấy hẳm là không có nha. Cái này đặc biệt cho nó là nước, khi nước lớn thì nó lên đặng nó nằm, đặng nó thở oxy đó. Đặng nó nằm nó tâm sự nên là nó cũng không có sâu là nó không có nằm này. Nè đó các bạn thấy nè, bây giờ có con cá bóng các bạn thấy là nó đang nhúc nhích phải không nè. Bây giờ mình để cái nè, lụm rồi nè cá bóng đây nè, đây có con nè. Chết. Không rồi. Ủa, các bạn thấy không, bị con này nhỏ quá. Tại đi cá bóng là cá đó là im rồi. Cái mé này nó cũng hẳn quá, đi lên trên này nè. Như đây là cái miếng bầu, các bạn thấy là bằng mi, mê ly nha. Ủa, cái miếng vậy mà không có trời. Miếng này ngon quá chừng không mà. Đi qua bên kia đấy. Có, chạy đây. Từ. Đây nè. Nó ở, từ đi. Nó ở ngay đây nè, nó mới lên tim ngay đây nè. Lá quá trời luôn. Nè. Nó đông tim rồi. Nó ở đâu đây nè. Qua đây con mồi hơi là nó sẽ có ngay đây ha chắc. Thì đó. Nó lên tim, nó nhúc nhích lá nữa. Ngay đây nha. Đó. Nó ở vòng ngay đó, nó mới dúng dít lá mà ta thấy của ghen sao không ăn nha. Quá trời nó mà để xài rồi không mò được. Ờ, sao thôi đi, không ấy thì à. Thôi đi mà không gì mình cho nó thoát con đi con. Đó là một nè, nè một em nè, con này nó cũng hơi nhỏ các bạn nè, thấy không đó. Con này nè, có này là cá bóng dừa nha. Đứng đi chết. Đi dứt hết không? Cá chay, ơi, nó lượn nó mất tiêu rồi. Nó chìm luôn rồi. Con chào bá chứ. Đây nè, chồng nè. Trời, nè. Đi. Ủa con. Thôi lo. Con nó hết không vậy? Có này nè, cái miếng này ngon quá trời không mà. Mình thấy nè. Lá cây quá trời. Trời ơi, con dưới cái trận. Chỉ có con thì sao? Ủa? Đâu? Hồi rồi. Ủa, tưởng cá. Rồi. Đi.
Con thấy vậy? Không có gì, cái này không có rồi. Cái này im quá rồi, sao, sao kỳ ta? Mấy này cũng im nữa rồi. Ê, nè, chạy bỏ nè. Hai em, hai em, hai em nha. Thấy chưa? Nè, đó. Thấy rồi nè. Chết. Hai con từ 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 coi chừng nó mất. Rồi nè nè, lấm lấm. Rồi. Hai em nha. Hai em chờ bá ha. Đưa lên cho đưa lên luôn luôn đi con. Con em ở đâu vậy? Ở đó mà. Kệ kệ ổn hả? Không lẽ nó chạy rồi. Bỏ đi. Biết cái này. Hả? Ổn vậy. Mấy nha, con cá này nó tỉnh rất là mạnh. Thu lôi chạy đây nè. Ủa, đó, từ. Đó, các bạn thấy là có con trắng trắng không? Đó, ảnh nằm nè, đó, đó, lụm. Đưa lên thử coi nó bự không? Cũng được. Ừ, cũng được ha. Con đó. Cũng im. Có tiêu thứ nào chưa nói. Đâu rồi. Nè 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 nè. Ôi, nè cái đây. Chào má nha. Đây, một em nữa cơ, đó là các bạn thấy không, nó nằm trắng trắng này không, đó là ảnh đó, đó lụm xong. Ê, trôi đi nè, trôi đi hả mày, lụm lụm chưa, rồi đâu đây, cũng như con nãy cũng đâu 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 dậu như nãy rồi con mình cùng mình thu hoạch được như cá bóng dừa nè. Mà wow, khá là nhiều rồi đó. Bây giờ lộn xộn nhỏ bự ha, cũng được mấy trăm gram ha. Rồi đây không có lóc à, đây đừng có cá lóc mấy vì là như con này cứ gì hết luôn, có ừ cá lóc luôn, hai con cá lóc luôn, luôn đây này nè, hai con cá lóc luôn nha. Wow, quá đã. À, còn cứng có đâu không, có chồng hơn giá đừng ra cái đường đó, đi ra đường nha. Con hướng là con hướng rồi, có cá đó. Ôi, con nước là luôn thôi. Ôi, trời ơi, cá lóc. Bự không? Nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Nè. Cá lóc nè. Nè, đây được con cá lóc là các bạn, cá lóc này cá lóc dừa nha. Đi, đây con cá gô nữa, hãy nhìn nè cho đây. Đó. Đưa lên coi chứ. Đó. Bự hơn con nãy. Bự hơn sao ơi. Ừ. Tí này. Cái này dùng mưa chơi kìa. Bỏ đi, bỏ đi. Em cấu nha. Đây nè. Hai em đi nha chứ. Một cặp. Từ. Hai em luôn nha. Đó, đưa lên luôn cho đây. Đưa lên để cho anh em mình thấy được. Một cặp nha. Cũng như một cặp nha. Bắt cá bóng của bạn nha. Rất sạch sẽ nha. Wow, quẩn. Hai con khá là to. Ý, con cá gô. Bự không? Gì vừa. Gì vừa lắm luôn. Từ từ đi. Bỏ đi mày. Nhỏ quá chà. Con dĩa chui lỗ mũi là nhột quá trời. Chắc con mùa hông vậy á. Phan, để cho con này con nó có lương hông nha. Đâu ra cái giỏng lên đi. Trời, cá này người ta... Hôm nay là các bạn thấy là hôm nay người ta sẽ nước á. Đầu cá nó sẽ bò lên là nước tới đâu là cá lên tới đó nha. Mê thiệt chứ. Mê ly. Quá. Con này ngon quá trời mày, không có đâu, đủ quá. Đụng nó mày đủ. Đây, trời ơi, cái con chà bá nè. Nè, ui, hai em nè. Lụm, ba em luôn. Lụm đi, lụm trước con bự đi. Từ từ nha. Rồi, lụm. Ô trời. Nè, con có con vừa kìa. Con kia bự chà bá kìa. Con này còn bự dữ nữa nè, sâu.
Trời ơi, cháu. Giết cái con nhỏ lượm chưa? Nè, con mới lượm nè. Trời ơi, trời. Nè. Trời ơi. Y chang con cá bóng dừa mà y chang cá lóc vậy. Khủng. Cái này tao nói là khủng long báo chúa luôn luôn các bạn. Có đóng lạnh chưa? Con chơi. Mày gan chi, quay cũng được không? Không, trời trời. Mé này cay quá, nhưng mà có mình cũng khó mà bắt nữa ha. Có mấy cái mé là lại đã rồi ha. Dạ, cái mé là lại này nó trộn khô nồng nấy, nó nằm mình không kịp luôn. Rồi rồi, thôi thôi bây giờ mình lại qua một phía bên kia đi. Đó. Cái này hôm nay mình vô ngay chân cái này là cái vùng dịch luôn các bạn. Đó, cái vùng dịch của bà con người ta nuôi á. Trời mé ngon vậy, mày thấy nó nhúng dít hồng vậy trời. Không rồi, mé coi miếng qua góc giữa. Trời, cái mé nó ngon dữ vậy trời. Trời, cái mé này nó ngon nội ơi. Vậy mà không có trời. Mé đã kìa. Quá mé qua phải nó ngon ngon trời. Đi, đi qua. Dạ, mình qua dưới ở bên cái mé bà lội bài bồi ở bên bà bảy luôn ha. Đúng rồi. Đó trời. Cái lò à. Mà tôi nói. Trời, cái miếng con gì vậy chết? Gì? Trời, cái miếng gì mà không có trời? Cô còn nhát không? Còn. Lửa mạnh quá. Ủa, cái miếng con gì mà không có trời? Ủa, uổng thiệt chứ. Thôi mình lại ở đằng kia đi. Miếng ngon quá trời. Có luôn trời, mé này quá trời ơi, chịu thôi. Hả? Ủa, chịu chứ trời. Thôi đi qua cái mé hồi phía bên đây đi. Chỗ ngon gì không có chà. Ừ. Chỗ này ngon ghê luôn mà chết. Ngon vậy hả? Trời ơi, cái mé gì mà không có trời. Ê, có nè. Rồi. Con mà con này con hơi nó hơi nhỏ. Rụm luôn. Đây, đây, để con xuống. Thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Đó, đó, nặng, dỡ lâu, 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 tập gì ra. Nhỏ. Đưa lên. Bài bì. Ok, đừng có chạy lên luôn. Đừng có đâu, đi qua phía ở bên kia ra. Nè, nè, nè. Chết, nè. Chả má, từ từ, từ từ. Đụm nè. Đưa lên luôn, chạy thôi. Cái ngon quá trời, nhỏ ít ha. Cái ngon mà được không con? Ừ. Đây đi, đổ đây nè. Rồi, 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 rồi. Ủa, mấy ngon nè ơi. Nói gì mà có con rồi trời. Cái này cho bốn hai không á. Hay chết cần cá bóng mé. Mà nhìn nó củ nó bầu nha. Cái mé nó lại gì mà con. Đó. Ủa nó lại nè. Nè, 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 đây, 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 đây. Các bạn thấy không nè. Chạy đâu thì khỏi dịp lan. Đúng. Đây toàn thằng điêu luôn nè. Ờ. Mày hả bưởi. À, khúc này lại quá trời con luôn nè. Đó. Hả? Là mà nhìn nó cái mé này lại cái kinh khủng à. Mà giờ không có trời uống thì ha. Nè. Là kinh khủng trời. Ý, nè đây đi, đây đi. Đây con chà bá nha các bạn. Đây 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 đó, các bạn thấy không? Đó, chạy thôi con lượm con đưa lên luôn chạy đâu bực nó bị lớn. Đó. Con trọng, con này trọng. Được, vậy là được rồi. Vậy là ngon rồi, cá bóng. Miết cái con miết cái con. Cá bóng vậy là ngon rồi. Đây đây đây. Chạy đây. Đây đi. Đi con nhái. Con nhái. Phải phải phải. Tốt tiêu rồi. Chắc nhái mà. Lộn. Đâu đâu đâu. Đâu để cha vô đây. Mẹ một ngon quá trời ngon trời. Vậy mà không có con lóc rồi chứ ha. Giờ được mấy cá lóc còn cứng. Tôi có con ốc mà. Ừ.
Cái đó là con ốc ma luôn các bạn ơi. Ốc này là đặc biệt của nó là ăn rất là ngon nha. Dạ. Các bạn thấy nha, nó nhớt gì chứ các bạn mà làm sạch sẽ các bạn mà ăn mà xào củ hành nha. Ăn nhức lách luôn á. Bên kia nó ăn nó bắt mình thả đi để mốt nó xuống nhiều mình ăn xử ha. Chó sinh sản hả cha? Ừ, nó đẻ rồi nhiều. Có này không, tại vì phải có lóc cỡ nữa chứ không được tim không ha. Đi. Đi, đi đi qua bên chú đào hồi nãy đi 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 hai mày đứng đây để tao tao xem chích này có cá gì lên không nha. Ê, đây con nè. Nè. Đó. Dưới này nè. Đó. Cái cá gô. Con ghi thấy không? Trời ơi. Đưa lên con gì? Cá gô. Cá gô. Cái này à. Bỏ đi coi. Cái này tha đi. Dưới là đây là một cái con này là cái con thù lầu nha. Con thù lầu xỉu rồi. À, thuộc rồi. Có lấy miếng nhiều quá. Nhiều lá quá, có cây nhiều. Đi, đi, đi. Để chó kẹp luôn. Đây, đây, đây. Bây giờ mình sẽ chích lại cái chỗ điểm cũ hồi nãy luôn các bạn. Cái mé này rất là ngon, nó lọc bạc, cái củ nó bồi á. Tại vì mình chích rồi đó các bạn nên là nó không kịp nó chiều lên bờ để nó tâm sự á nên là nó chưa lên kịp. Có nè, có nè. Đâu đó. Có một cái bốn nữa lên nè. Đâu rồi? Nè nè, nghe đèn con nè. Đó đó. Đây mày hả bưởi. Nè không nè, các bạn thấy không? Bây giờ con này nó mới đi lên trước nha. Đặng nó tâm sự á. Mà tâm sự gặp ngay cây chân tí la là thôi rồi. Ủa có một mình nó sẽ tâm sự luôn nha. Đây con nè. Nè. Đó, mày hả bưởi. Đâu rồi? Để chết đi lượm cái con kia đi. Con đây nữa nè sao? Con. Rồi, bây giờ hai con đứng. Đúng rồi. Đứng đây nha, để tao quay tao chích này đây. Đó, bây giờ mình sẽ lộ ra ở ngoài cái mé bầu này luôn các bạn. Để coi có anh nào đi lạc bậy nữa không nha. Anh nào đi lạc bậy là tao mạng với tới la nha. Cái này lại lá ghê ha. Lại nè. Ôi trời. Ủa, cái con thù lầu. Quậy gì vậy? Cái con thù lầu chạy máy vậy? Thù lầu mà ăn trưởng cái gì bự. Thôi, thiệt tình chứ. Nó làm tiếng la hết hồn vậy. Rồi dầm ra cái mé bò chiên. Cái nữa là mình Ê, cái này là mình đủ khoáng luôn ha. Hả trời? Chứ ăn gì nữa. Quá trời luôn nè. Khủng khiếp luôn trời ơi. Ghê thiệt. Đâu rồi? Ê, nó mới đen. Nè. Mới lên nó tính lên nó tâm sự nữa kìa. Cũng thiệt ha. Ôi ô, vậy là nó chạy rồi. Rồi để. Được à. Nãy giờ chắc được nửa kilo đó. Giờ qua cái máy bồi đi. Ê, vậy đây. Nè. Đi bên kia. Nằm ở bên kia. Đó gì rồi đó. Nè đang ăn trùng con chạy. Không cái cây gì vậy. Nãy chích lần vỗ là 5 6 con luôn á. Chạy lịch không kịp luôn mà. Bên chú đào cá bự không à. Cái gì chảnh thủ vậy cái hào. Đi. Các bạn thì sớm vậy các bạn thì tiếng la với thằng đang còi đó các bạn với thằng cháu là các bạn thấy là đi chích cái này là đi bắt cá bốn dừa nha. Con nào cũng nấy ú ù không? Ú quá chứ bự luôn trai. À với được mấy em cá lóc này không? Đó đã không? Đó nè ú ù ha, đã cực kỳ không? Đó là các bạn thấy là cái này tầm cỡ con thấy cỡ nửa kilo không? Dạ chắc cỡ đó trời. Rồi đã ha. Cái này mời mà kêu nội kho tiêu cho con hả? Dạ. Nè. Ủa đã ăn cơm hết sảy à. Quá trời ngon trời, cực kỳ ngon ha.
các bạn thì sớm giờ các bạn thì mình chứ đang gọi đó các bạn, đang còn làm hôm nay các bạn thì nãy giờ hai cho con mình cũng đi siêu tầm mấy cái con cá bông dừa đó các bạn. Thì bắt thì nãy giờ cũng vòng vòng sớm mình bắt thì cũng đã xong rồi đó các bạn. Nãy giờ hai cho con chắc đủ kho khô à. Thì thôi giờ hai cho con bắt đủ ăn thôi các bạn. Thì thôi giờ hai cho con mình cũng kết thúc video ở đây luôn luôn các bạn. Mình mong các bạn ủng hộ cho Tí La Cà Lăm bạn. Hãy cho Tí La Cà Lăm một like và một cái chia sẻ luôn các bạn. Bây giờ mình bye bye các bạn. Bye bye.